Hôm trước thì có mấy bạn mình đăng một cái video mình làm đất đấu giá, thì nhiều anh em cứ thắc mắc bảo là đấu ở đâu nó phù hợp, giá như thế nào là hợp lý. Thì hôm nay mình sẽ đi sâu hơn một chút để các bạn hiểu nhé. Đấu giá thì đúng là bây giờ nó sẽ căn cứ trên cái giá thực tế của khu vực để định giá và làm giá đấu. Còn nếu mà nó cứ căn cứ như thế thì nó sẽ bị giá cao đúng không? Nhưng mà ngày xưa đến giá cao đấy, khi nó đã định giá cao, ví dụ như giá khu vực 20 nó đấu giá khoảng 20 chẳng hạn, thì chúng ta đang phải đấu lên khoảng 3-40 và chúng ta bị đẩy sóng. Thì thành ra chúng ta vẫn bị mua giá cao. Nhưng mà cái thời điểm này nó rất là hay nếu mà chúng ta có tiền nhá. Đa phần thì đang không có tiền đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta có tiền hoặc có dòng tiền thì thời điểm này đấu rất hợp lý và vẫn có những cái key để chúng ta lãi rất rất là lớn. Sáng nay tôi vừa đi Yên Bái, tôi đi đấu giá. Đó, nhưng mà chúng tôi là đấu doanh nghiệp, nó sẽ khác, nó đấu cả khu thì chúng tôi sẽ phát triển hạ tầng. Thì là như nào ạ? Khi có cái danh sách những cái khu đất mà đấu thì chúng ta cần phải lưu ý gì ạ? Nếu các bạn mà có mối quen biết, chúng ta có thông tin, chúng ta biết check quy hoạch thì xem là cái khu đấu đấy sắp tới nó có dự án gì không, nó có cái tiềm năng gì không thì chúng ta mới tham gia. Còn giá đấu ấy thì là nếu mà sóng thị trường nó chung thì chỗ nào nó chả như chỗ nào đúng không? Thì bây giờ tại sao mà chúng ta phải làm đất đấu giá? Thứ nhất, pháp lý nó rất là rõ ràng, đóng hết tiền là chúng ta có thể có sổ ngay, và hầu như là các khu đấu giá thì hạ tầng người ta làm xong người ta mới đấu, thế nên là nó rất là thuận lợi. Đấy là cái thuận lợi thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ đang bị ít bị cạnh tranh đấy, nhưng mà như bạn bảo lấy tiền đâu thì do cái sự tính toán trước, và cũng có rất nhiều dòng tiền nhá, tiền trong ngân hàng rất nhiều, mọi người đang gửi lấy lãi thôi. Nhưng mà với tôi 10-20% một năm nó không thể bằng được chúng ta đi mua đất đấu giá bây giờ. Ngày xưa một lô 10 triệu chúng ta có khi phải đấu lên 18 triệu để được cái lô đấy, nhưng bây giờ 10 triệu khi thành 10 triệu 500, 10 triệu 200, 10 triệu 100 cũng chống, có ai đấu đâu, đủ hồ sơ đấu là được. Thì đấy không phải là cơ hội à? Và cũng đừng hy vọng là sau này nhà nước định giá nó thấp xuống và để chúng ta đấu thấp, không có đâu, chắc chắn điều đấy là không có. Đấy là cái lợi thế thứ hai là chúng ta ít cạnh tranh. Và thêm cái khả năng, thêm một cái nữa đó là xem quy hoạch gần đấy nó có cái gì không, có cái khi gì không. Ví dụ như là đấu của huyện thì sắp tới có cái dự án là bên cạnh To Đùng không, khi nó công bố dự án thì giá nó vọt lên. Có khu công nghiệp gì không, sắp mở đường gì không, sắp mở chợ gì không, hay cái thằng này sắp lên thị trấn hay thị xã thành phố gì không. Tức là nếu mà chúng ta có làm thì chúng ta cũng phải biết phân tích một tí, chúng ta phải đi sâu, chúng ta phân tích cái khu đất chúng ta định đấu giá, chứ không phải là cứ chỗ nào rẻ đâm nào, chỗ nào rẻ nhưng mà nó không có tiềm năng phát triển trong vòng vài ba năm tới thì cũng rất là dở. Nhưng mà nếu mà nó trong vòng 2-3 năm tới mà nó có một cái gì đấy thì nó sẽ là một cái bước nhảy vọt về giá, nó có thể lên gấp đôi gấp ba là chuyện bình thường. Tôi vẫn làm như thế và nó vẫn lãi rất là tốt, chưa quan tâm đến giá đâu lắm. Thì đấy có ba cái mà chúng ta phải lưu ý mà chắc chắn các bạn làm và sau này các bạn làm cũng rất là thành công nhá. Đấy, các bạn cứ làm đi, sai đâu thì các bạn chịu.